Rồi hôm nay là ngày 20 tháng 10, em xin chào tất cả anh chị trong ngành chăn nuôi dế cũng như là những anh chị sắp sửa nuôi dế. Em là Tinh Phúc nha, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay em ngồi đây trước cái lồng dế cũng sắp gần bắt được rồi. Nói với em vài câu như cái hôm đợt trước em cũng có nói là em chia sẻ một cái clip là bán dế không phụ thuộc vào tiệm chim cá cảnh. Thì cũng không có cái gì khó đâu mấy anh chị. Thì mình đi bán lẻ đi, tiếp thị đi bán lẻ cho tất cả những cái hộ đã từng mua mình á. Xem coi trong tháng mình bán được bao nhiêu, mình tìm ra những cái khách hàng lẻ của mình á, trong tháng bán được bao nhiêu. Và mình xây dòng. Mình sản xuất làm sao dư chút đỉnh thôi, bán cho tất cả những khách hàng lẻ của mình. Mình biết một tháng mình bán được bao nhiêu sản phẩm. Đó, lúc đó sẽ mình sẽ tính được cái lượng mình sản xuất trong tháng. Chứ mà em thấy nhiều người nuôi cứ đưa ra cái sản lượng quá lớn rồi đùng đùng sắm xây chuồng rồi làm tất cả mọi thứ để ra một sản lượng lớn nhất rồi bán cho ai? Hay là tin vào những anh lái dế? Anh nói là anh sẽ bao hết cho, làm đi, anh thu hết cho. Yên tâm. Rồi với em nói ví dụ thôi, cái đợt dịch Covid kỳ rồi đi. Những trại lớn đi ra sản lượng lớn thì làm sao? Bây giờ hàng hóa nó không xuất được, anh lái anh ôm nhưng mình anh chết à. Anh sẽ không ôm. Thiệt hại của ai? Thiệt hại mấy anh chị nuôi dế. Hôm được rồi em cũng dính nhưng mà em dính ít cho mấy anh chị. Tại vì em cũng có một cái hệ thống khách hàng lẻ riêng của em. Nên em bán cũng không có bị ủng ứ nhiều. Nên hôm ra em cũng còn duy trì đàn. Có nhiều anh lái hỏi, ồ nay còn nuôi dế không Phúc? Nói, còn chứ anh, làm sao bỏ nó được. Thì làm cái con nghề, cái con dế này á, mấy anh chị nhớ một điều là nó cũng dám anh chị đi làm công nhân, thay vì mấy anh chị làm công nhân cái sức lực mà bỏ ra làm công nhân một tháng. Em nói mức độ trung bình thôi nha, là khoảng 5 triệu đi. 5 triệu ấy. Thì mấy anh chị nuôi dế, mấy anh chị làm ở nhà, mấy anh chị coi sóc nhà cửa, chăm con, chăm cái gì đó, mấy anh chị cũng phải kiếm được 5 triệu. Với cái sức lực mà mấy anh chị bỏ ra đi làm công ty, thì mấy anh chị làm cái mô hình dế, mấy anh chị cũng kiếm được khoảng đó. Nhưng được cái là mấy anh chị tự do, thoải mái. Nhưng mấy anh chị sẽ mất cái chế độ, những chế độ nha. Nó cũng có cái ưu điểm và nhược điểm. Ví dụ như mấy anh chị làm công ty, mấy anh chị có chế độ bảo hiểm y tế nè, bảo hiểm xã hội nè. Mấy anh chị nghỉ chăng nữa, mấy anh chị cũng có bảo hiểm thất nghiệp, lương thất nghiệp. Đó, tùy theo mức độ làm lâu, làm lâu nha. Đó, mấy anh chị được bao nhiêu cái mức lương, cái tháng lương về bảo hiểm thất nghiệp nè ha. Rồi bảo hiểm xã hội ha. Nhưng các anh chị đi về chăn nuôi làm nông dân á, thì anh chị không có gì hết. Thiệt hại thì mấy anh chị tự chịu thôi. Như chúng cái đợt Covid vừa rồi, bán sản phẩm không được, mấy anh chị cũng tự chịu thôi. Đúng không mấy anh chị? Em nói. Dạ em cũng từng đi làm công ty mà, em cũng đi làm thuê cho người ta thôi. Thì hiện tại em cũng còn làm chứ không phải là em nghỉ, hiện tại em cũng còn làm, từng em làm hai ba ngày thôi, làm rồi kiếm thêm cái thu nhập từ con dế, từ con gà đá, rồi công ty chút đỉnh thì nhiều cái nó gom lại thì đâu đó nó cũng bằng một cái tháng lương, mà nếu em phục vụ cho công ty cả một tháng là em cũng được cứ nhiêu đó thôi. Đó, em cũng không, em nói thật chứ em cũng không giấu gì hết. Thay vì em làm công ty một tháng em làm cung phục vụ 100% thời gian, một tháng lương sáng em xách đi, sáng em xách xe em đi, chiều em về, thì đâu đó em thu về nó cũng bằng cái số tiền em vừa làm, em vừa chăn nuôi con dế, em vừa chăn nuôi con gà và em vừa đi làm công ty thêm nữa đó. Nhưng điều em thấy em được cái rất là nhiều đó là cái thời gian em rảnh rỗi, em thoải mái đó. Mình cứ sợ mình thích như vậy là mình làm như vậy các anh chị. Đó, như hồi xưa ông bà già nói là cho mày ăn học để nữa mày đi làm, mày làm sướng làm này làm kia, nhưng mình không thích thì làm sao.
mình thấy mình làm không thoải mái, và trong khi mình sống chỉ có một lần thôi. Không phải em nói đây để cũng như là phát động phong trào là mọi người đi lên làm chủ hay là làm chăn nuôi hay là gì nha mấy anh chị, không phải là cái quan trọng là cái sở thích của mọi người. Nhưng nhiều người người ta làm thuê, người làm công ty, người ta kiếm thu nhập rất là cao à, chứ không phải là phải ra làm chủ, phải ra chăn nuôi hay gì mới giàu. Không có đâu, không có đâu mấy anh chị. Nhiều người đi làm thuê, đi làm công ty, người ta vẫn lên trưởng phó phòng, người ta lương tháng người ta vài chục triệu, mà ta đi rất là sướng nha. Ta vô, ta đi, ta ngồi, ta muốn làm gì ta làm, đó là chuyện rất bình thường. Không em nói đây để em phát trọng phong trào là mọi người nên là ra làm chăn nuôi hoặc gì đó, mà nói là tùy theo hoàn cảnh của, tùy theo cái hoàn cảnh. Như em thì em thấy em làm vậy em thấy em thoải mái, em thích, em làm. Và em quyết định hết toàn bộ cái mọi thứ. Thì em nói em thích nuôi dế là tôi nuôi dế, thích nuôi gà là tôi nuôi gà, thích đi làm là tôi đi làm, trong cái khoảng đó thôi. Còn vô công ty thì mấy anh chị phải chịu ràng buộc rất là nhiều thứ, về quy định, rồi về giờ giấc, đủ thứ hết. Rồi nghỉ cũng phải xin phép, rồi. Nhưng bù lại mấy anh chị cũng được nhiều thứ vậy đó. Mấy anh chị đi làm cái bảo hiểm y tế nè, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội đó, rất là nhiều thứ. Anh chị nghĩ anh chị vẫn có cái đồng tiền, đồng lương bảo hiểm đó đó. À, không phải là em, tại vì em làm về cái mảng là bảo hiểm xã hội, em cũng có làm bảo hiểm cho mọi người. Em làm công ty thì em có làm cái mảng đó nên em biết được. Nên em biết được những cái lợi ích khi mà đi làm được cái bảo hiểm nha. Rồi thì thôi mình quay lại cái chủ đề là con dế ha. Rồi hôm bữa em cũng nói là bây giờ nè mấy anh chị cứ đi tiếp thị đi. Đi những em chỉ cho những cái trại, trại gà, trại chim, chim trĩ á, thì anh chị tiếp thị người ta. Đó, mình sẽ bỏ những cái giá hữu nghị thôi, làm quen để cho mấy anh chị đó có thể nuôi mua con dế của mình. Rồi ví dụ như mấy anh chị được tiếp thụ rất nhiều, tiếp thị nhiều quá thì mình biết được là mỗi tháng mình sẽ bán được bao nhiêu ký giấy. Rồi từ đó mình biết được cái chu trình con giấy mình, rồi thì mình về mình xây dựng mình làm, rồi từ nhỏ nó phát ra lớn, rồi từ lớn nó phát sẽ lớn hơn đó. Biết đâu sau này mấy anh chị làm một cái địa điểm, mở ra một cái địa điểm thu gom giấy chẳng hạn đó, lúc đó mấy anh chị mới khá được. À, mà em nói vậy là mấy anh chị hiểu ha. Bản thân em cũng chưa có thành công đâu mấy anh chị, vậy đó mình chia sẻ những cái gì mình biết thôi. Hôm nay là em ra chuồng giấy, hôm nay em không có đi làm công ty nên em ra chuồng giấy để em chuẩn bị, em sắp giấy để ra cho những cái ổ trứng nó mới sắp nở, nó mới nở. Mình phải bỏ giấy vô để tránh tình trạng đông quá những con dế nó cắn lẫn nhau rồi nó sẽ bị hao hụt. Thì đợt vừa rồi mưa bão quá, mình ở Củ Chi á, thì nó cũng không, ở đất cái trên cao thì nó cũng không có ngập, mà em có một cái đám mì trồng ở bên dưới dưới cái đất rồi, đất đồng một xíu nên thành ra nó ngập, và cái đám mì của em nó chết, 1.000 mét vuông của em nó chết sạch. Nên là cái lượng mì bây giờ không có đủ, phải đi tìm nhiều cái lượng mì ở nhiều cái khu vực khác, ví dụ đi bẻ mì những cái hàng rào, những cái đám đất quan, rồi mì ở nhà cũng còn chút ít thì nó phục vụ cho đàn dế. À. Rồi hôm nay em nói tới đó ha anh chị ha, em chào anh chị. Chúc anh chị ngày 20, riêng các chị em phụ nữ thì em xin chúc tất cả các chị em phụ nữ ngày 20 tháng 10 thật nhiều hạnh phúc và niềm vui. Em xin chào.